Đây là cây hình dáng của một cây sáo mèo. Thì cây sáo mèo thì gồm một cái đoạn trúc dài và to như này. Âm thanh được phát ra từ không giống như cây sáo trúc kia, thì cây sáo này dùng một cái lưỡi lam, lưỡi đồng bằng như là người ta gọi là lưỡi gà, để hơi thổi của chúng ta làm rung cái màn này lên và qua cái ống này làm cộng hưởng lên. Và đây sau đây mình sẽ thổi một đoạn về một tác phẩm Xuân về bản mèo, về cái sáo mèo.